quảng cáo cho Fisher Fry. Rob, chúng ta cần một người chơi mới. Chúng ta hãy tìm cậu ấy. Trong tuyệt đấy, hãy sống trong đó. Wow, và có trạm của tôi. Hãy xem nếu có một số nhân vật phản diện trong thành phố. Một vài thế lực đen tối đang đến thành phố. Này Robin, cậu có thể nhìn thấy một vài nhân vật phản diện không? Oh yeah, đi nào. Bạn không thể bay, tôi đi đây. Ô, tôi không nhận được nó. Ô không, nó là Joker. Này cậu Robin, tôi sẽ giúp cậu. Đến đây. Batman, cậu có loại vũ khí nào có thể đánh bại anh ta không? Nhanh nào. Này, tên Joker kia. Joker, cậu sẽ ngồi ở đây. Cậu sẽ ngồi đây, Joker. Tại sao? Bởi vì cậu là người xấu. Tôi cần một số nhân vật phản diện khác để giúp đỡ. Black, hãy nhìn những gì em có. Đó là những người bạn DC siêu hạng. Chỉ những thứ tôi cần. Hãy mở và chơi nào. Chúng ta có 12 trong số họ. Và anh muốn chọn cậu nào? Đây là 6 Batman mà bạn có thể thu thập. Wow, đó là Batman. Chiếc xe này của Batman trông rất ngầu. Giờ tới lượt em. Wow, đó là xe của Mr. Freeze. Của bạn đây. Wow, it's me, Joker. Rất tiếc, đây là tất cả các Batman, các nhân vật phản diện trong một vòng tròn. Họ đang thực hiện một kế hoạch lớn xấu xa. Qua đây. Đã đến lúc phá hủy hàng giới và tận hưởng niềm vui. Ôi không, Nikki, chúng ta phải giải cứu hang của Batman. Dạ. Đi thôi. Bạn không biết điều gì sẽ xảy ra. Bạn đang nghĩ về điều gì? Quy tắc Batman. Ninja ư? Bạn có muốn chơi trốn tìm không? Cậu không thể ngăn tôi, Bat. Tôi đang lên trên đỉnh. Tôi đang chiếm thị trấn. Bạn đang nghĩ gì đó? Đi đi đi. Ngồi đây. Làm được rồi. Họ còn lại những ai? Đã đến lúc đóng băng mọi thứ rồi. Vâng, hãy lấy nó. Này cậu, qua đây với tôi. Rất tiếc. Tôi sẽ gọi nó. Đi nào Batman, đi cùng tôi. Bạn phải đi tới Joker. Ô không, chúng ta không hợp nhau. Ô, Batman bị đóng băng. Batman cần giúp đỡ. Tôi đang đến đây. Đi nhanh hơn. Đã đến lúc của siêu anh hùng. Siêu anh hùng. Wow, chúng ta có thể bảo vệ bạn. Này, thay đổi nó đi. Hàng dơi đã được cứu. Yeah. Các phụ huynh, những người bạn tưởng tượng của Fisher Fry DC Super Friends, hàng dơi siêu bao quanh đã có tại Walmart, Target và Amazon.com. Bộ đồ chơi siêu nhân DC tưởng tượng của Fisher Fry, những nhân vật phản diện và những người anh em đã có sẵn tại Walmart. Đây là một quảng cáo cho Fisher Fry.